xài gì? Keo. Xài keo. Xài này làm xài xài ngâm. Xài ngâm đấy. Xài lát là lâu cái này mình ngâm ở nhà mình ăn xài lát. Thì mình làm cái xài lát vậy đó, nó nguyên lượng. Nó mình ngâm làm ăn được. Chút trộn qua trộn lại ăn chứ có gì. Ngâm là ngâm xài non. Ý dịch vậy luôn rồi. Ngâm mới thấm ăn ngon hơn. Để trộn vô. Dao bào luộc lẹ rồi bằng dao kia biết nào xong bào miếng rồi này rồi còn gọt hơi xanh xanh ăn mới ngon xanh vậy thôi xanh nữa này còn thịt nướng cho mày nhóc chưa cho ăn miếng này ăn hả rồi này không chua đường. Dạ ghê ha. Kia có xài non non kìa, mà làm kiểu nó cũng ngâm. Bốn trái, năm trái, sáu trái. Kêu mình làm như làm này là làm xài lắc của người ta bán á. Rồi có vỏ ăn nó ngon. Cái vỏ thì lắc tùy dừng chỗ, như chỗ nó làm bỏ nước mắm y như mắm đường nó bỏ vô. Xài ngâm. Rồi có nó bỏ cái này như này mắm đường á, nó bỏ vô luôn. Rồi mình lấy cái gói bột niêm làm đi. Rồi lấy muối. Mấy cái quả xài keo này á, được một cái là nó không có chua và nó rất là cứng nữa. Cái xài này già là thấy gọt rất là khó khăn, nó cứng ghê luôn á. Xài này mà để các bạn để già các bạn ăn không cũng ngon nữa. Hay là các bạn để già các bạn chấm với muối tây ninh á, ăn cũng ngon lắm. Đây là làm xài lắc nè. Ở hôm nay phải xác nhỏ nè, nó trộn cho nó thấm luôn. Sắc cái này tùy mình thôi, muốn sắc kiểu gì mình sắc, trái tim hay là trái thận gì đó, các bạn sắc kiểu nào cũng bạn thích thì các bạn sắc kiểu đó. Đây mình sắc bằng cái này nó lượng sống cho nó đẹp tí thôi. Cứng, xài rất là cứng. Bạn nào thích ăn chua có thể mua loại xoài khác, nhưng mà mình nghĩ là xoài này hoặc là các bạn mua xoài Đài Loan á thì nó cái độ chua nó không có nhiều, các bạn ướp đường cũng ít lại, ướp tí đường còn nhiều muối mặn mặn ngọt ngọt được rồi. Trái này nó già ghê, xài cứng ghê. Không, chứ xài này ăn không cũng đã vàng, chín già vàng luôn. Vàng vậy mà nó còn cứng. Ghê thật. Thank you.
muối kia cay lắm. Ờ, muối này cũng được. Còn muối này nó ngon nè. Vậy lát mình ăn cay. Cái này nhiều nhiều cách làm lắm, trên phố nhiều chỗ là nó bỏ nó không có bỏ muối này, nó bỏ nước mắm đường không à. Ừ đây. Cái này mình bỏ này ăn thơm nó ngon hơn. Thơm. Đó. Cái xài này thì không có chua hung nha. Bỏ đường. Chua ăn đúng ngon. Đâu nó chua mà nó ít nó hao đường đây bỏ vô. À. Rồi bắt đầu mình phải lắc rồi muốn chua đó, không chua thì bỏ. Trộn lát gì cái này sao lát? Xài lắc nè. Trộn. Nè. Đó. Đây là lắc nè, ta bỏ vô cái ly ta lắc, còn mình bỏ vô thao lắc về nó đều rồi. Thấy chưa? Đó là về lại kia lắc nè. Đó. Không đều thấy không? Ăn cay nữa bỏ vô dừa. Ớt cay nữa không mày bỏ thêm miếng vô. Thôi như đó cái này gấu cay đó, cái này ớt này, cái này muối tiêu gì muối tây ninh mà cay cả. Cay. Đó, ăn thử chút xíu không thấm thì bỏ. Chút thấm này bây giờ sợ thấm này cỡ. Cái gì đó. Cái gì cái hộp hả? Ủa. Cái hộp xài. Đó đi đi để bỏ cái này lại bỏ vô ăn chứ để làm chi. Ủa lấy gì không mà không có bỏ nước mắm hả? Không. Vậy là chỉ có đường với muối tây ninh nè. Thơm không? Thơm á. Ừ. Ủa đường muối không hả ta? Ừ. Sao nó ngoài trời nãy nó làm có nước mà. Chút xíu nữa gà, một đống nước á. Phải không? Chút xíu nữa mày gà mới. Nó còn bỏ nước mắm nữa, hôi lắm. Nó bỏ nước mắm nữa. Để họ thử cái này coi sao. Cái kia là nó bỏ nước mắm nữa. Đây, ngâm được cả nửa tiếng rồi, nước nó ra nè. Thấy không? Để mình sẽ có gì mình trộn rồi nó đều hơn. Để ăn thịt tự nhiên cái miếng dưới nè. Nè mời các bạn nha. Ngon. Cái này nó thật ra là nó không có chua lắm. Ừ, cái miếng nhỏ này chắc là chua để mình thử. Không chua. Giờ này nó không chua, không còn bỏ đường nhiều. Rồi sò keo này cho nó đừng có chua quá. Mình khỏi cần bỏ đường nhiều. Chấm những cái miếng dưới không? Sò này làm giống như cái sò lắc bán ngoài đường á. Sò này hoặc là các bạn làm sò mà ngâm á. Ngâm ăn cũng ngon. Có loại ngâm thì ăn giòn hơn, cái này thì cái này cũng mới thì nó mới ăn cũng giòn. Ngâm thì thấm không? Làm hết đơn giản, ngon. Ok thì video đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha. Đợi chút chiều thấm nó ngon hơn, cái này mới 15 phút rồi. Cũng ngon lắm.